Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng cụ phát mới bên mình nhé. Đây là cụ phát được chế tạo thêm những cánh gió tỏa nhiệt giúp cho cụ phát chúng ta tỏa nhiệt tốt hơn, sẽ giúp chạy ổn định hơn, bền hơn, nâng cao tuổi thọ cho cụ phát nhé. Đây trong này dây đồng cuốn mịn này. Đấy, cuốn được sản phẩm được cuốn bằng dây 0,4, dây đồng cuốn mịn, cuốn đủ nếp, đủ hàng. À, nhìn cuốn mông máy rất là đẹp. Còn củ phát này thì nó được chế tạo bởi một công ty của Nhật. Đây nhá, các bạn nhìn chữ của Nhật được in nổi trên sản phẩm nha. Và bây giờ mình đã lắp sẵn một con củ phát trên con xe Nguyên Pha của mình này. Bây giờ mình sẽ thử test thử xem sản phẩm này nó sử dụng có ok không. Khi mình đây là mình sử dụng hai quạt cây này và một cái quạt hơi nước. Quạt này nhà mình là quạt hơi nước du tích nhà 60 lít nhá. Là toàn bộ hệ thống dây điện đây ổ cắm mình đã cắm vào đây. Bây giờ mình sẽ lộ máy thử để cho bạn kiểm tra xem sản phẩm dùng có ok không nhá. Thì giờ tối nên để các bạn khó quan sát được cái cánh quạt nó quay như nào. Mình đã buộc vào đó mấy cái túi bóng để cho các bạn cảm nhận được cái sức gió của quạt nhá. Đấy, các bạn ơi. Đây. Mình chạy liền núp ba cái quạt, trong đó một cái quạt hơi nước 60 lít và hai cái quạt bàn. Đấy, các bạn thấy sử dụng rất là ok này. Đấy. Mình tắt máy đi này. Khi mình tắt máy này rồi nha, để cho nó dừng hết thì mình sẽ bật lại cho các bạn kiểm tra nhá. Đây, mình quay lại sân nhá. Có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại hiện trên màn hình. Thì cái sản phẩm này rất tiện lợi khi mùa mưa bão đang tới gần. Mùa nắng thì cũng mất điện thì cũng có nhiều bạn đã sử dụng rồi. Còn bây giờ là chuẩn bị cho mùa mưa. Khi mà thời tiết mưa bão thì rất hay bị mất điện do bên điện lực người ta để đảm bảo thiết bị điện cho nhân dân. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái này để thắp sáng này, hay là sử dụng quạt là rất ok. Đây, mình lắp sẵn vào đây. Còn là cái quá trình lắp của cái củ phát này và xe máy ấy, thì nó cũng tương tự như các củ phát khác thôi. Chúng ta sẽ tháo cái nắp nhựa bằng điện, cái nắp nhựa bằng điện ra và chúng ta lắp cái củ phát vào. Đây, cái bằng điện ở cái này ra. Đấy, cái bường điện nhiều người không biết thì không biết là cái bường điện nó nằm ở chỗ nào thì cái bường điện là nằm bên cần số nha các bạn nhé. Đấy, bên cần số chúng ta sẽ xoáy cái nắp nhựa này ra rồi chúng ta lắp củ phát vào, chúng ta sử dụng rất là dễ dàng, nhanh chóng. Các bạn nào lắp quen tay thì nó chỉ mất độ khoảng 1 phút thôi, 1 đến 2 phút là chúng ta có thể có điện lưới sử dụng rồi. Đấy, đây là mình đã đấu sẵn cái đường dây này vào một cái ổ và có cái đồng hồ đấy, để đo, để nhìn kiểm tra dòng điện trước khi sử dụng cho nó an toàn. Và bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với số điện thoại hiện trên màn hình để mình cung cấp sản phẩm cho các bạn nhé. Xin chào các bạn.